Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Hà Đông. Thì theo thông tin của cộng đồng VM Class of Clan thì vào rạng sáng ngày hôm qua, ngày 31 tháng 8 thì đã có rất nhiều người dùng game Class of Clan đã bị bên Supercell họ khóa account với lý do là sử dụng các phần mềm bên thứ ba như là Xmod hoặc là iMod. Thì ở trong video này mình sẽ không nói nhiều về vấn đề là xin Supercell mở lại account nữa, mà mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể chơi một game mới. Thì ở video mới này thì mình hướng dẫn các bạn cách chơi account mới khi mà các account cũ đã bị ban ở trên thiết bị iOS. Thì ở đây chúng ta có hai trường hợp. Thứ nhất là đối với các thiết bị đã được jailbreak và có CDA, và thứ hai là thiết bị chưa có CDA thì làm như nào. Thì đầu tiên là với thiết bị mà chưa có CDA thì các bạn chỉ cần truy cập vào trong mục cài đặt, vào cài đặt chung, kéo xuống dưới cùng tìm đến mục đặt lại. Chúng ta sẽ thấy rằng là xóa tất cả nội dung và cài đặt ở dòng thứ hai. Chúng ta chọn vào đây rồi xóa tất cả iPhone là xong. Tuy nhiên thì trước khi bấm cái dòng này thì các bạn phải cắm vào máy tính và sử dụng iTunes để backup lại dữ liệu. Tuy nhiên đối với các thiết bị đã được jailbreak như mình ở đây thì làm sao để có thể xóa như vậy, trong khi nếu mình xóa như các thiết bị chưa jailbreak ở đây thì máy sẽ bị treo táo ngay, và chúng ta cũng không thể sử dụng iTunes để nâng cấp phần mềm được, tại vì như vậy chúng ta sẽ bị lên bản cao, hiện tại là lên bản 9.3.5 luôn và chưa thể sử dụng tính năng ở trên CDA nữa. Vậy chính là làm như thế nào? Đơn giản thôi, các bạn truy cập vào trong CDA, thêm nguồn cda.iosviet.vn ở đây, chuyển sang mục tìm kiếm, chúng ta tìm với tên iFi. Đây thì mình đã cài sẵn về rồi. Bạn nào chưa cài thì phải bấm nút bên góc bên phải đây, cài về máy là ok rồi. Tiếp theo tìm đến biểu tượng iFi ở trên màn hình chính. Đây mình sẽ ra ngoài, chúng ta bấm vào đây, ra ngoài cùng luôn. Vào và tìm đến mục cây trên. Các bạn sẽ nhìn thấy một file với tên là cây trên 2.db ở đây. Chúng ta chọn vào nó. Bấm tiếp SQL ở trên góc màn hình. Ok. Tại đây chúng ta có một cửa sổ tìm kiếm với tên như sau. Thì dòng này mình sẽ viết ở dưới phần description cho các bạn copy cho dễ. Ok. Bây giờ các bạn chỉ cần bấm search cho mình. iFi sẽ tự động chạy và xóa tất cả các file liên quan đến game Supercell cho các bạn. Xin lỗi, xóa tất cả những file liên quan đến game Clash và Clan cho các bạn. Xong, chúng ta sẽ quay lại. Bấm đăng ở góc. Chúng ta trở về màn hình chính. Lúc này các bạn truy cập lại cho mình vào trong cài đặt, tìm đến cái mục Game Center ở đây. Nếu như đây là tài khoản cũ của các bạn, tài khoản đây là tài khoản đang bị khóa, thì các bạn hãy đăng xuất tài khoản này ra, chọn đăng xuất. Còn nếu bạn nào đã đăng xuất trước đó rồi thì ta bỏ qua bước này. Ok, bây giờ thì anh khởi động máy. Chúng ta giữ hai nút nguồn cộng home để khởi động máy thiết bị. iPhone của mình đã được khởi động lên thành công, và hiện tại là các tính năng ở trong CDA jailbreak đã bị mất, và không sao, chúng ta có thể fix lại những này. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến game Clash of Clans. Truy cập lại vào trong mục cài đặt. Đây, tìm lại đến mục Game Center. Chúng ta đăng nhập tài khoản mới vào. Tài khoản các bạn muốn chơi game mới nhé. Ok, tiến hành ra màn hình chính, vào lại game Clash of Clans. Ok, như này là sẽ thông báo về các điều khoản cũng như là các hướng dẫn sử dụng chơi. Chúng ta chỉ cần ấn OK. Rồi, và chúng ta sẽ load. Rồi, thì đây chính là cái account mới của mình mà mình đăng nhập vào. Sẽ không còn account cũ ở đây nữa. Ok, rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.